khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Trọng. Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa xã hội tỉnh gồm 8 cơ quan đơn vị do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm khối trưởng đã đến xã Đa Quyên, huyện Đức Trọng để tặng quà cho năm hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi gia đình một chiếc TV 32 inch với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Việc hỗ trợ chiếc TV nhằm giúp các gia đình có phương tiện nghe nhìn, giải trí để tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chuẩn xác, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, áp dụng các phương thức để thoát nghèo bền vững. Tiếp đó, khối thi đua đã đến thôn Đà An, xã Đà Loan để thăm hỏi, động viên tinh thần và trao số tiền 10 triệu đồng cho em Phạm Văn Lâm, sinh năm 2001, bị khuất tật đặc biệt, không đi lại được, vệ sinh cá nhân phải nhờ người trợ giúp có thể nói hoàn cảnh gia đình em Lâm đặc biệt khó khăn. Cha mất sớm vì bào bệnh, em trai bị đuối nước mất năm 2021. Mẹ của Lâm bị suy tim nặng mất vào tháng 7 năm 2024. Hiện tại, chị gái của Lâm đã lập gia đình ở riêng. Một em trai sinh năm 2004 phải đi làm thuê kiếm tiền để chăm lo cho anh và em Út cũng đang bị khuyết tật trí tuệ nhẹ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm, sẻ chia tinh thần tương thân tương ái và có trách nhiệm đối với xã hội, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong khối thi đua mong muốn thực hiện với tâm nguyện cho đi là còn mãi. Bởi những món quà ý nghĩa không chỉ trao yêu thương mà còn giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo động lực để tiếp tục nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, đóng góp một phần sức lực của mình cho xã hội.